Nga sẵn sàng đáp trả việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Các nước phương Tây sẽ tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine, nhưng Nga đã sẵn sàng cho điều đó, và ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, theo test, trong khi đó Ukraine hy vọng vũ khí phương Tây sẽ thúc đẩy cuộc chiến của họ. Động thái thủ địch, hôm 11 tháng 5, báo chí phương Tây đưa tin Anh đã giao một số tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine ngay trước cuộc phản công của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Watley sau đó đã xác nhận các thông tin trên. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đáp trả tương xứng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng về quyết định của chính quyền Anh cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bán 250 km cho Ukraine. Tuyên bố trên trang web của Bộ nói rằng đây là một động thái thù địch mà London thực hiện nhằm tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine. Phía Nga tin rằng việc cung cấp tên lửa Storm Shadow sẽ làm leo thang đáng kể tình hình trong khu vực quân sự đặc biệt. Ngoài ra, nguồn cung cấp Storm Shutdown cho Ukraine cho thấy London có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga nói. Ukraine hy vọng phá hủy cầu Crimea bằng tên lửa Anh. Theo CNN, London đã nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng Storm Shutdown sẽ chỉ được sử dụng cho các mục tiêu ở vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là của mình, chứ không phải nhắm vào vùng lãnh thổ lục địa của Nga. Roman Svitan, đại tá dự bị của Ukraine cho rằng ba quả tên lửa Storm Shutdown là đủ để phá hủy cầu Crimea của Nga. Nếu bạn phóng hàng chục tên lửa vào cầu Crimea, ngay cả khi họ bắn hạ một nửa trong số đó, ba hoặc bốn tên lửa trong số đó sẽ có thể phá hủy hoàn toàn cây cầu, ông Svitan nói. Theo CNN, quân đội Ukraine hy vọng sẽ phá hủy cầu Crimea khi Nga sử dụng cây cầu để cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân đội trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. phía anh không coi Crimea là một phần của Nga. Các chuyên gia phương Tây tin rằng tên lửa Storm Shadow sẽ có thể tấn công các mục tiêu ở khu vực thành phố Sevastopol và cầu Crimea tên lửa Storm Shadow cơ động hơn, hiệu quả hơn tên lửa Astams của Mỹ, chúng dễ điều khiển hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Nghi ngờ về tính hiệu quả của tên lửa Storm Shadow, tuy nhiên các chuyên gia của kênh Redopka Telegram đặt ra nghi ngờ về tính hiệu quả của tên lửa Storm Shadow trong cuộc xung đột đang diễn ra. Thực tế là Ukraine có một loại máy bay duy nhất có thể mang tên lửa như vậy. Đây là máy bay ném bom Sukhoi Su-24 đồng thời vẫn chưa biết Ukraine có bao nhiêu chiếc Su-24 và bao nhiêu trong số chúng còn có thể hoạt động. Các tác giả của kênh này tin rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow sẽ không làm thay đổi nhiều tiến trình của chiến sự vì Ukraine không có máy bay cũng như phi hành đoàn cho chúng. Nga phá hủy hầu hết vũ khí phương Tây, trong khi đó Jan Gajin, cố vấn của quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Buzilin phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga phá hủy hầu hết vũ khí mà phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine ngay cả trước khi chúng được chuyển đến tiền tuyến. Các phi công của chúng tôi thường xuyên tấn công không chỉ các khu vực kiên cố và trung tâm kiểm soát mà cả khí tài quân sự trên đường ra mặt trận. Họ phá hủy những vũ khí đó ở cả kho chứa và trung tâm vận chuyển. Hầu hết các thiết bị đó không đến được mặt trận, ông Gachi nói. Khi Kiev tiếp tục nhận được khối lượng lớn khí tài quân sự, ông cho biết một số lượng lớn phương tiện vẫn nằm trên lãnh thổ Romania và Ba Lan tại các căn cứ trung chuyển. Một video về thiết bị của NATO đến Ukraine từ phương Tây và bị lực lượng Nga phá hủy ở Bắc Mất. Tên tiếng Nga của thành phố là Artemov gần đây đã xuất hiện trên mạng. Đoạn phim cho thấy các thiết bị quân sự bị phá hủy là từ Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác. Hành trình đặc nhiệm Mỹ đào ngũ và không qua khỏi ở Ukraine Đặc nhiệm Sean Janiel Sweet trốn đơn vị ở San Diego, Mỹ để tới Ukraine tham gia nhiều trận đánh và cuối cùng tử trận tại Bắc Mớt. Janiel Sweet nhập ngũ năm 2005 là một thành viên lực lượng đặc nhiệm Sean của Hải quân Mỹ đóng quân tại San Diego, California. Năm 2019, Squid bị sang chấn tâm lý nặng sau khi ly hôn vợ và tòa cấm anh gặp bốn con. Trung sĩ đặc nhiệm này đối mặt với một số cáo buộc pháp lý, trong đó có bạo hành gia đình. Các đồng đội cho biết Squid khi đó gần như không ăn không ngủ. Đến tháng 3 năm 2019, Squid biến mất khỏi đơn vị. Các điều tra viên hải quân đã dốc sức tìm kiếm Squid nhưng không phát hiện tung tích đặc nhiệm này suốt nhiều năm. Vì vậy, họ không ra quyết định loại ngũ đối với Squid Đến tháng 3 năm 2022, Squid xuất hiện trở lại trong một nhóm nhắn tin của các đặc nhiệm Sean. Anh thông báo mình đang chiến đấu ở Ukraine. Squid đề nghị họ tham gia cùng mình trên tiền tuyến, nhưng không ai làm theo ý anh. Một số người còn khuyên anh nên về nhà. Squid là một trong số hàng nghìn người phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine. Trong đó có các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Nhiều người nói họ đến Ukraine vì chính nghĩa. Nhưng có một góc khuất khác trong hành động của Squid. Điều này đã được hé lộ qua các cuộc phỏng vấn với đồng đội của anh và cuốn hồi ký anh đăng trực tuyến. Squid cùng nhiều đồng đội đã dành nhiều năm tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Trung Đông và sau đó phải vật lộn không ngừng để ổn định lại cuộc sống bình thường. Quân đội Mỹ đã thừa nhận về những tác động không mong muốn đối với các quân nhân và gia đình họ, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm. Những người phải chịu thương vong quá lớn trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Afghanistan. Những đợt triển khai dài ngày đã đẩy tỷ lệ ly hôn tăng cao. Số vụ tự tử trong lực lượng đặc nhiệm cũng tăng vọt chính phủ Mỹ đã phải đưa ra các chương trình giúp xoa dịu áp lực tâm lý cho các binh sĩ và bạn đời của họ. Daniel Glenn, chuyên gia tâm lý tại Đại học California Los Angeles, từng làm việc với các cựu binh Mỹ, cho biết nhiều người nói với ông rằng quân đội Mỹ đã không làm gì nhiều để giúp đỡ khi họ trở về từ chiến trường. Họ đã ở trong những tình huống căng thẳng, nguy hiểm và khủng khiếp nhất. Vì vậy, không ít người cảm thấy khó khăn, không thể thích nghi khi trở lại cuộc sống bình thường, Glenn nói. Trong hồi ký trực tuyến, Squid cho hay anh đến Ukraine vào đầu tháng 3 năm 2022 sau khi xem những bản tin về trẻ em không qua khỏi trong chiến sự, khiến anh nhớ đến những đứa con của mình. Squid gia nhập một trung đội tham chiến gần Kiev, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và dùng tên lửa chống tăng Javelin săn lùng xe bọc thép đối phương. Đặc nhiệm này nhanh chóng nổi tiếng nhờ kỹ năng cao và luôn chủ động cho các cuộc giao tranh, theo những người đồng đội cũ của Squid ở Ukraine. Khi quân đội Nga rút khỏi Kiev vào cuối tháng 3 năm ngoái, nhiều chiến binh nước ngoài quyết định hồi hương vì cảm thấy họ đã đóng góp đủ, giúp Ukraine chống lại mối đe dọa hiện hữu, nhưng Swift vẫn ở lại. Quân đoàn nước ngoài của Anh gồm khoảng 20 người ngoại quốc và một chỉ huy Ukraine được cử đến thành phố Mykolaiv miền nam đất nước. Tại đây, Squid dẫn đầu một đội chuyên sử dụng xuồng bơm hơi để di chuyển trên biển vào ban đêm và tấn công các vị trí của Nga. Theo các đồng đội, Squid kể rất ít về cuộc sống cá nhân của mình, một đồng đội với mật danh Tech, người Mỹ 29 tuổi cho hay Squid đã tâm sự với anh về những rắc rối ở nhà. Anh ấy yêu các con, Tech nói. Ý nghĩ các con có thể không biết mình là ai luôn khiến anh ấy lo lắng. Đầu tháng 6 năm 2022, đội của Squid được điều đến Severodonetsk, thành phố đang bị Nga siết vòng vây, cho cuộc tấn công vào tòa nhà nơi họ tin rằng có khoảng 10 lính Nga đang ẩn náu. Họ bị phản kích dữ dội. Oleksiy Shubashev, chỉ huy người Ukraine của quân đoàn quốc tế, trúng đạn ở cổ, Squid đã yểm trợ để giải thoát một nhóm đồng đội bị vây hãm. Họ sau đó trốn thoát, khiến chỉ huy Chubashev bị thương trên cáng. Tuy nhiên, ông không thể trụ nổi tới lúc trở lại căn cứ. Không lâu sau, lực lượng Ukraine bắt đầu rút lui khỏi Severs Donetsk. Vài người trong đội của Squid quyết định từ bỏ để trở về nhà. Các với họ, anh bắt đầu ổn định cuộc sống tại Ukraine. Squid tìm căn hộ ở Kiev và thu xếp visa Ukraine cho một phụ nữ Thái Lan mà anh từng gặp thậm chí tính chuyện lập một cơ sở dạy chiến thuật quân sự ở Ukraine sau khi xung đột chấm dứt. Squid sau đó trở lại tham chiến ở Mykolaiv. Tháng 8 năm ngoái, Squid dẫn đầu cuộc tấn công vào một ngôi làng do lực lượng Nga kiểm soát bên kia sông Inhutles. Phối hợp với đặc nhiệm Ukraine, nhóm của Squid đã buộc đối phương phải rút lui, bắt 7 tù binh. Họ sau đó phải trú ẩn trong một tầng hầm khi Nga phản pháo. Squid đã gọi cho chỉ huy mới người Ukraine của đơn vị, yêu cầu được rút lui, nhưng chỉ huy không đồng ý. Squid vẫn quyết định đưa đội rút lui qua sông. Khi trở về căn cứ, Squid xin chuyển sang một đội quân nước ngoài khác. Đầu năm nay, Squid cùng đơn vị mới được điều đến củng cố thế trận phòng thủ tại thành phố miền đông Bắc Mớt. Đêm 17 tháng 1, Squid dẫn đầu một nhóm nhỏ chiến binh phương Tây tấn công lực lượng Wagner của Nga. Khi nhóm đang lên lỏi giữa các tòa nhà, một tay súng Nga khai hỏa quả đạn phóng lựu về phía họ. Một mảnh đạn xuyên qua mũ bảo hiểm và găm vào đầu Squid. Chỉ huy tìm thấy Squid nằm sấp trên đất nhưng vẫn tỉnh táo khi cả đơn vị vội vã sơ tán anh vẫn gắng gượng và nhờ mọi người giúp đứng dậy nhưng squid rơi vào hôn mê và qua đời ba ngày sau đó tại một trung tâm trị thương ở Dnipro. squid ra đi khi vẫn còn là một đặc nhiệm suy an cho cuộc chiến mà mỹ không đưa triển khai lực lượng tham gia điều này làm phức tạp thêm nỗ lực của gia đình anh trong việc yêu cầu tiền trợ cấp từ washington phát ngôn viên hải quân mỹ cho biết squid được coi là lính đào ngũ vào thời điểm qua đời và họ không thể biết lý do anh có mặt ở ukraine Lầu Năm Góc chưa đưa ra phán quyết về đơn thỉnh cầu của gia đình. Thấy gì từ tổn thất nặng nề với không quân Nga, 4 máy bay rơi cùng một ngày. Hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng vận tải quân sự Nga đã bị rơi ở miền nam nước này trong ngày 13 tháng 5. Đây là tổn thất nặng nề nhất đối với hàng không quân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Hai máy bay chiến đấu và hai máy bay trực thăng vận tải quân sự của Nga đã bị rơi ở miền nam nước Nga trong ngày 13 tháng 5 trong khi các lực lượng Ukraine tiến sâu vào vùng lãnh thổ do nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, đây là những động thái cho thấy khả năng quân sự của Kiev đang gia tăng. hãng thông tấn nhà nước nga Tass cho biết một máy bay chiến đấu Su-34 và một máy bay trực thăng Mi-8 đã bị rơi vào ngày 13 tháng 5 ở vùng Bryansk của nga. một chiếc Mi-8 khác và một chiếc Su-35 cũng bị rơi cùng ngày theo các phóng viên quân sự nga và các quan chức của một nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine. Hãng TASS dẫn các nguồn tin cho hay, chiếc Su-34 rơi ở vùng Pripyat, Nga, gần biên giới Ukraine, chỉ vài phút sau khi có báo cáo rằng một chiếc trực thăng không xác định cũng bị rơi trong khu vực. Hãng tin chính thức của Nga không cung cấp thông tin chi tiết về tổn thất về người, chỉ cho biết các nhà chức trách đang làm việc để làm rõ tình hình. Kênh Telegram Bazaar đã phát một đoạn video về địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ tai nạn, cho thấy những gì dường như là đuôi và động cơ của máy bay chìm trong biển lửa. Còn kênh Mass Telegram đưa tin chiếc Su-34 đã rơi gần làng Ishovska phía bắc biên giới Ukraine, tuyên bố rằng phi hành đoàn gồm một phi công và hoa tiêu đã không qua khỏi. Theo tờ World Journal, một loạt các vụ tai nạn nói trên là tổn thất nặng nề nhất đối với hàng không quân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Moscow từng đánh giá rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã bị phá hủy, nhưng họ đã mất hơn 70 máy bay kể từ đó. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Ít nhất hai thành viên đoàn bay đã không qua khỏi trong vụ tai nạn bay vào ngày 13 tháng 5. Video được công bố cho thấy mảnh vỡ bốc cháy trong một khu vực nhiều cây cối. Thống đốc vùng Brian Alexander Bogroma cho biết trên kênh Telegram rằng một phụ nữ đã bị thương và 5 ngôi nhà bị hư hại trong vụ tai nạn xảy ra ở Klinsty, một thị trấn cách biên giới Ukraine gần 50 km. Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình do Anh cung cấp trong các cuộc tấn công vào Lugansk, một khu vực do lực lượng nga kiểm soát ở miền đông ukraine. đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công đang tiến sâu hơn vào nga hoặc là lãnh thổ ukraine do nga kiểm soát cho thấy kiev đang tìm cách làm suy yếu lực lượng của moscow trước một cuộc phản công dự kiến. nguyên nhân của vụ rơi máy bay không rõ ràng. ta trích dẫn các cơ quan khẩn cấp đổ lỗi cho cháy động cơ nhưng một số phóng viên quân sự nga cho rằng máy bay có thể đã bị lực lượng đặc biệt của ukraine phục kích bằng tên lửa vác vai. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không Stinger, chủ yếu hữu ích để chống lại máy bay tầm thấp. Ba Lan và Anh và các nước khác cũng đã cung cấp các hệ thống tương tự. Chính phủ Ukraine không có bình luận ngay lập tức về các vụ rơi máy bay ngày 13 tháng 5. Các vụ tai nạn xảy ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu bên trong lãnh thổ Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm vụ hai máy bay không người lái nhỏ tấn công điện Kremlin. Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các trung tâm hậu cần của Nga trong suốt cuộc xung đột, làm suy yếu đáng kể khả năng hỗ trợ quân đội của Moscow ở tiền tuyến. Trong hai ngày qua, thì nhiều vụ nổ đã tấn công một kho chứa nhiên liệu và một khu công nghiệp ở thành phố Lugan do Nga kiểm soát và một vùng ngoại ô gần đó. Lugansk, thành phố nằm cách các vị trí gần nhất của Ukraine khoảng 110 km, đã không trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu vì nơi này nằm ngoài tầm bắn của pháo binh Ukraine và các hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Nga và chính quyền địa phương do Điện Kremlin bổ nhiệm cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình không đối đất Stone Shadow do Anh cung cấp. Các nhà phân tích quân sự suy đoán rằng Kiev đã sử dụng tên lửa mới, nhưng phía Ukraine đã từ chối bình luận kiev đang tìm cách đánh bật các lực lượng nga ra khỏi lãnh thổ mà họ kiểm soát ở miền nam và miền đông đất nước họ có kế hoạch triển khai quân đội do phương tây huấn luyện và trang bị với hy vọng vũ khí và chiến thuật hiện đại tiên tiến sẽ giúp vượt qua lợi thế về quân số của người nga tuy nhiên tổng thống volodymyr zelensky cho biết quân đội ukraine cần thêm thời gian trước khi tiến hành cuộc phản công để tránh những tổn thất về người dù vậy kiev dường như đã sẵn sàng phá hoại và tấn công các địa điểm lưu trữ nhiên liệu của nga và các điểm hậu cần quân sự khác trong một diễn biến khác, ngày 13 tháng 5, Đức đã công bố gói thiết bị quân sự lớn nhất cho Ukraine. Cho đến nay, trị giá tổng cộng 2,7 tỷ euro, tương đương với khoảng 2,93 tỷ USD. Gói này bao gồm các hệ thống pháo di động và đạn pháo, bốn hệ thống phòng không iris t slm mới thuộc loại đã được triển khai xung quanh Ukraine và tên lửa bổ sung cho các hệ thống đó. Gói viện trợ trên cũng bao gồm 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 20 xe chiến đấu bộ binh Mander bọc thép nhẹ, theo danh sách do Bộ Quốc phòng Đức công bố. Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ ba cho Ukraine sau Mỹ và Anh, theo bảng xếp hạng của Viện Kinh tế Thế giới Kiel. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã tới Rome vào cùng ngày 13 tháng 5 và có cuộc gặp giáo hoàng Francis, người đã đề nghị làm trung gian hòa giải với Nga và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, một trong những nhà lãnh đạo ủng hộ Ukraine trung thành nhất ở châu Âu. Trên chiến trường, quân đội Ukraine đã bắt đầu tấn công lực lượng Nga ở một số khu vực phía đông thành phố Bắc Mớt. Bakhmut, tâm điểm chính của cuộc giao tranh ở Ukraine trong nhiều tháng qua, có ý nghĩa to lớn đối với Nga, quốc gia đang tìm kiếm chiến thắng sau một loạt những thất bại kể từ mùa hè năm ngoái. Ngược lại, khi ép coi cuộc trấn giữ thành phố này là cơ hội để làm ha mòn quân đội Nga và câu giờ cho cuộc phản công đã dự kiến. Quân đội Nga đã tiến gần đến việc kiểm soát Bakhmut. Tuy nhiên trong 4 ngày qua, các lực lượng Ukraine lại tiến được khoảng 1,6 km vào các khu vực có ý nghĩa chiến thuật ở mặt trận phía nam của thành phố, trong khi các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Nga đã vội vã rút quân, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 13 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc triển khai tân binh tới một khu vực hoạt động quan trọng và đòi hỏi khắt khe như vậy cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng tại các đơn vị chiến đấu đáng tin cậy của Nga. Về phần mình, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí hiện đại và không có khả năng sửa chữa nhanh chóng những vũ khí được phương Tây cung cấp. Để giúp giải quyết sự thiếu hụt đó, công ty quốc phòng Rensmetol của Đức và nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Ukraine, Ukroboronform, cho biết ngày 13 tháng 5 rằng họ đã đồng ý cùng sửa chữa và phát triển vũ khí ở Ukraine. Hai công ty cho biết họ sẽ sản xuất một số sản phẩm của Rensmetol tại Ukraine. Prince Metal là nhà sản xuất một số phần xe tăng Leopard được cung cấp cho Kiev. Một số loại phương tiện chiến đấu bộ binh và hệ thống phòng không hiện đại cũng đang được ở Ukraine, nhưng họ từ chối cho biết những sản phẩm nào sẽ được sản xuất ở Ukraine. Trước đó, giám đốc điều hành Abmid Papirj từng tiết lộ sẽ sản xuất xe tăng Panther ở Ukraine. Hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công của Nga, khiến các nhà sản xuất vũ khí của Ukraine, bao gồm cả Ukraine, phải chuyển sản xuất ra khỏi đất nước. Sản xuất địa phương cũng phải đối mặt với những thách thức hậu cần quan trọng trong việc đưa nguồn cung cấp nguyên liệu, linh kiện vào Ukraine.